Cho anh này, anh ăn ít quá, anh không có no. C'è un giorno muscato. Anche. Oh, guarda, c'è un giorno muscato qua. Non messo niente. A me non mi piace. Volevo che si prenda. Ma che mi fa un gesto, no? Ma io ho visto un po' come... Bella Catania, capo. Mùa mùa đông thường là mưa nhiều cho nên cây cỏ nó tươi tốt các bạn. Hôm nay mình sẽ đi tới một cái quán sushi của Nhật, nó mới vừa mở. Mình sẽ đi ăn với một vài người bạn, ăn thử cho nó ngon không các bạn. Sushi thì mình không thích lắm, nhưng mà có một vài người bạn rủ cho nên cũng đi ăn thử cái ở đây người ta làm có ngon hơn không. Còn đây là thành phố Catania nhìn từ trên cao xuống các bạn. Các bạn thấy toàn thành phố nằm dưới chân núi lửa Etna ha. Xa xa các bạn thấy, tại hôm nay thời tiết không có đẹp các bạn. Đó, ăn xa các bạn thấy cái núi lửa đó. Nguyên cái thành phố nằm dưới chân núi hết. Còn ở đây là cái thị trấn Ribosto các bạn. Nên mình đi gặp những người bạn trước rồi sau đó mình sẽ đến. Mình không biết quán đó. Cho nên phải gặp bạn trước, bạn mới dẫn tới cái quán đó ăn được. Đây là trung tâm của Ripostle các bạn. Nhà cửa cũ kỹ ha. Thời tiết mùa đông đó các bạn, ở đây trời nó không có được đẹp, hôm nay trời không đẹp, có mây nhiều. Cái thành phố này nó cũng gần với cái núi Etna lắm các bạn, cho nên các bạn không thấy người ta xây nhà cao tầng ha, 2 tầng là nhiều lắm. Trước mặt mình bên phải là một cái ngôi nhà thờ lớn của thị trấn các bạn. Các bạn thấy hai bên đường là quýt không? Quýt nó chín vàng, người ta trồng ở đây, người ta trồng làm kiểng hả? Này nó quýt này nó không có nước cho nên không có ai ăn các bạn. Đây là cái ngôi nhà thờ của trung tâm thị trấn đó. Các bạn thấy thị trấn này nó rất là gần với cái núi Etna nên nhà cửa người ta không có sơn phết sửa gì hết trơn, chỉ 1 tấm 2 tấm là cao lắm à, mà nhà xây rất là kiên cố, nó có thể chịu được khoảng 4-5 độ Richter khi động đất đó các bạn. Những động đất bình thường thì không có xi nhê gì hết đó.
Ribosto này nó cũng thuộc tỉnh Catania. Ở đây mình có xe lửa đi tới núi Etna các bạn. Trước mặt mình là đường ray xe lửa. Mình sẽ đi đường này ra bến cảng. Cảng ở đây là Ribosto Etna. Cảng núi lửa. Lấy cái tên của cái núi lửa Etna. Có vài người bạn họ thích ăn những món ăn châu Á lắm các bạn. Hai bên đường là thấy người ta trồng quýt làm kiểng không ha? Ở đây là Gia Rè các bạn, đây là cái thị trấn Gia Rè. Ở Gia Rè với lại Ribosto nó nằm sát bên nhau hả? Nó cũng thuộc tỉnh Catania luôn. Ở đây có mấy cái chợ cá rất là lớn. Cá, những chợ cá này hầu như là người ta bán sỉ nhiều. Nó gần bến cảng. Những cái vùng khác người ta sẽ tới đây người ta lấy về người ta bỏ lẻ ra các bạn. Cho nên vào buổi sáng ở đây nó rất là tấp nập, đông đúc. Họp chợ vào khoảng 3-4 giờ sáng. Khi mà thuyền tàu người ta đánh bắt được là người ta vô người ta cân. Cho nên ở đây hầu như là ăn đồ hải sản tươi sống không à. Cuối con đường này là bến cảng. Nhưng mà mình chạy ra đường ngoài đó một hồi sẽ đừng ở ngoài đó đi có đường một chiều à. Cho nên mình bắt buộc phải rẽ đi đường này. Thấy nhà cửa đường phố, nhà cửa người ta đóng cửa im lìm á các bạn. Chỉ thấy xe đậu bên ngoài thôi. Ở trước mặt mình là bến cảng rồi đó. Ở đây rất là nhiều nhà hàng hải sản tươi sống các bạn. Hoạt động tấp nập vào buổi tối. Mình hẹn mình phải chạy đi kiếm.
trên đường không thấy người ta ha các bạn. Có xe đậu thôi. Xe đậu và xe di chuyển này chứ không thấy người ta. Mình giờ mình chạy hốt là mình phải chạy ngược trở lại. Ở đây mà núi lửa Etana nó phun á các bạn, là ở đây nghe rất là rõ luôn á, nó nổ hình hình như như mình đi đánh mìn vậy, giống như người ta sử dụng mìn để mà phá núi và phá đá rồi các bạn. Thì mình phải vòng trở lại. Ở đây mà chạy hốt một cái là vòng lại cũng xa lắm. Mình đổ xe ở đây, mình sẽ đi bộ lại. Noi vendiamo i ramen, uno di ramen e uno di, anzi no, fai yaki ramen e uno di yaki udon. No, io solo here, solo uno con ramen, sì, e lei? Dov'è? Gamberis. Ah, gamberis. Sì. Sì. Sono quattro. Uno di ravioli al vapore, mi fai. Ok. Poi mi fai uno di. Vi lascio un menù. Sì, grazie. Così cominciamo a ragionare per il dopo. Magari un sussigna. Sushi. Sushi. Anto, è maybe a new open. Sì, nuovo. Sì. Fai il pacchetto di cera, pure se non le disunisci, non lo so. Pure per? Chappes. Può fare togliere una sussina? La vita. No, a metà. No, vedi, non lo so. Sì. Questo cos'ha? Sì, sì. Comunque, mi fagli storonire. La vietnamita. Il mio freddo. Gesso. Anche dei gesso. Otto le macchine che tende diventano gesso. E ti adesso tutto. Buono. Questa l'ha pubblicata. Questa l'ha pubblicata. Questa l'ha pubblicata. Perché sono stato soio? Cioè, che bella cucina orientale mi è sempre piaciuta. E hai spiegato di salare? Questa è adattata. Adattata. Ah, ma posso avesse una chiesa sapori più vicini alla sua cucina sicuramente. Con le cose cinesi sì, il sushi ad esempio non è cosa. Ok. Ma cơm đậu trứng. Chinese. Riso cantonese. Chinese. No Japanese. No Japanese. Cơm người Hoa nha. Mà quán nhận nấu. Ok, mangiare sopra. Allora, mangia tutto. Era sul cavo. Anna, stavo fuori. Sì, sì. E poi ci cucci. Ok, bene. E poi cucci. Sì. Có người Ý ăn đũa nha các bạn. Đây là sủi cảo.
Guarda il latte, mano, guarda il pacchetto, mano all'uomo, guarda. Guarda il mano all'uomo. Ah, perché lei è nato l'uomo, è nato. Ah, questa è la decisione. Non ti piace questo scelto? È per una mezza chiavola, ci sta la faccia. No, no, non so se non ci piace. Questo non l'ho mangiato mai. Per salmone, yaki ramen. Sì, grazie. Vestiti di gamberoni? Sì. Lasciano qui uno? Sì, sì. Grazie. Ma che sei? Dammi. Ci lo so buono, ma la cosa è stai da me. Buona, buona. Buona. Sa buono? No, sa buono? No, una o voglio. Mangiare Andrea. Chi va? Questo chi manca? Questo è mio. Oh, il calma. Tam ching. Pom. Tam. Pom. Này là rút kina, tức là bí ngòi của mình. Chim giòn. Ti fa un bene. Che bau. Mình có mua chiếc xuồng luôn nha. Chiếc xuồng nó gặp có gì? Cắm cuộn nè. Cá hồi nè. Mực nè, tôm nè. Cái mấy anh người Ý ăn đũa hay không? Như bạn cho tôi. Cái bên dưới là đang nuốt cái rộp bị chà biểu, để biết những cái scandal để bút tên bút tên mình sẽ ăn cái món salad tôm các bạn. Tôm mình chấm với nhật tương. Tưởng qua cho chồng ăn mày à. Anh nghĩ italiano sẽ được sắp xếp. Con hả? Ma però stiamo accettando di più sprechi per davvero. Mangia, mangia. Facciamo un attimo.
Tiri di calamari. Poi calamari fritti. Gamberi fritti, calamari fritti e spiedini di calamari. Voi volete? A me không có no. C'è un giorno di moscato. Anche... Volevo fritto. Oh, guarda, c'è un giorno di moscato, va. Non bestia niente. A me non mi piace. Volevo questo tempo. Ma che mi fa un gesto, ma io ho visto un po'. Faccio le viso. Vabbè, non la bomba non dose. Questa bagnare qua, sai bene. Buono, buono. Questo è buono. Fai? No, non buono. Che si conosce? La calasassa è bella. Che mi so, sushi thôi, anh này anh thích quá chừng anh kêu nữa. Calamaro mực cá các bạn, mực chiên. Anh này ăn ít của anh ăn không có no. Anh rồi bị thích rất nhiều. Thấy mấy anh này sử dụng đũa rất là giỏi không? Anh Rai biết ba la Rai Việt Nam mi ta ngay. Forgot dimenticato ne tutto. Ngon. Ngon. Bon à, bon nào là ngon. Mình đi mang chuông. Causa.
thì mình gặp xe lửa nó qua. Rồi sáng giờ đi 3 chuyến đậu quả, sáng giờ phải chờ nó vậy đó. Tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.